hủy một tòa tháp là việc phải tính toán kỹ lưỡng. Thế nhưng, dường như mọi thứ đã vượt ngoài tầm kiểm soát khi tòa nhà bên cạnh bị phá hủy theo. Chàng tài xế xe tải này chỉ là quên hạ thùng xe xuống. Nhưng anh ấy không ngờ, sai sót đó của anh đã phá hủy chiếc xe cùng với cây cầu này. Một sai lầm trong một cuộc cứu hộ đã khiến chiếc ô tô bị sa lầy bên vệ đường bỗng trở thành một đống sắt vụn trong phút chốc. Dùng chiếc xe để kéo đổ cây dừa quả thật là một sai lầm ngay từ đầu. Bạn đoán xem, anh ấy phải chi bao nhiêu tiền để sửa chữa chiếc xe bị hỏng này? Để mua được xế xịn đã là khó rồi, thế nhưng vận chuyển nó an toàn đến tay chủ nhân thì cũng không phải là điều dễ dàng. Bởi chỉ một chút sơ suất, bạn sẽ phải trả giá hàng trăm nghìn đô ngay đấy.